xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như bạn bè thân thiết của gia chủ Lũ Đồng ngày hôm nay, chúng ta cùng đến dự bữa cơm thân mật mừng tân gia đại cát ngôi nhà mới của hai em đó chính là Lũ Đồng ngày hôm nay. Vâng, ban tổ chức tôi xin được thay mặt cho gia chủ trân trọng kính mời toàn thể các quý vị quan khách, các cụ, các ông, các bà cũng như bạn bè thân thiết của gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau nhanh chân giải bước của mình tiến về từng mặt điểm của gia đình và chọn cho mình một chỗ ngồi cực kỳ thư thái và thoải mái nhất. Và chờ đợi trong một ít phút nữa thôi thì lễ mừng tân gia đại cát sẽ chính thức được bắt đầu. Một lần nữa xin được trân trọng và tha thiết kính mời toàn thể quý vị. Khoya sốp phép hoa ta tan nà hở sắc ngà của mía lúc hồn bên đây số bạn sốp phép phong mê hoàn cuộc ao cắt nà bát tùng bát tôm bát buồn bâng hơn bà ư khòng sắc ngà lúc hồn bên đây là ao cắt của má các quần hướng lồng hóa xá bón bên đây bờ châu hóa khái nổ chốt bâng hở chốt hở của mía lúc hồn bên đây dân kịp vào tay mà khừng khai mạc ra màn tôi đã bà ư khỏe sốp phép phong mê 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 phong mê. Chúng ta hãy cùng nhau khẩn trương, nhanh chân dẻo bước của mình tiến về thật mặt điểm của gia đình và chọn cho mình một chỗ ngồi cực kỳ thư thái và thoải mái nhất. Và một lần nữa xin được trân trọng và tha thiết kính mời toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị và thật đúng là vinh hoa phú quý niên trường thọ, tài lộc an khang tế quách tường. Vâng thưa quý vị, và ngày hôm nay đây là ngày thật tốt, tháng thật lành, ngày 15 tháng 1 năm 2023, xuân Quý Mão, tức ngày 24 tháng 2 năm Nhâm Dần. Gia đình anh chị Lũ Đồng trong tổ chức lễ mừng tân gia đại cát tại địa chỉ bản Lào xã Tân Cổ huyện Châu và tỉnh Sơn La của chúng ta. Và một lần nữa cho ban tổ chức cũng được thay mặt cho ban chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay cũng xin được trân trọng kính mời tập thể các vị anh chị cũng như các ông các bà cô dì chú bác và bạn bè nam nữ thanh niên chúng ta bất chút thời gian vào của mình về thuê với gia chủ của tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được thể các vị chúng ta cùng nhau chân và dồn bước vào những điểm đặc biệt của sự nghiệp và chọn cho mình một chỗ ngồi thật là thư thái thoải mái nhất và một chút phút giây hạnh phúc nhất của gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa cho ban tổ chức xin được tha thiết kính mời tập thể quý vị về thật đúng là hân hoan mừng bạn đến thành thành nhà kiên cố cao tầng đẹp quá ta mà nội thất bày vào trông khéo vậy mà từ nay mưa nắng bắt người xa và hai bàn tay trắng thì tạo nên cơ nghiệp mà đời bất ao lo cười dễ ta báo công gieo hạt nay hái quả mấy bài thơ gửi tới toàn gia. Vâng thưa quý vị, theo đồng hồ đêm ngọt của ban tổ chức chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay nằm sát đến giờ tổ chức lễ mừng tân gia đại cát của gia đình anh chị Lũ Đồng trong buổi trưa ngày hôm nay cũng sẽ chính thức được bắt đầu sau một ít phút nữa. Và một nữa cho ban tổ chức cũng được thay mặt cho gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay cũng xin được trân trọng kính mời quý vị anh chị cũng như các ông các bà cô dì chú bác và bè nam nữ thanh niên chúng ta bất chút thời gian vào của mình về thuê với gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào quý vị, chúng ta cùng nhanh chân và dấn bước và tiến về từng mặt điểm của gia đình và chọn cho mình một chỗ ngồi thật là thư thái thoải mái nhất và cùng chứng kiến phút giây hạnh phúc nhất của gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa cho ban tổ chức cũng được thay mặt cho gia chủ của tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được tha thiết kính mời tập thể quý vị.
đồng hồ đếm ngược của ban tổ chức chúng tôi cũng đã đến giờ tổ chức lễ mừng tân gia đại cát của gia đình anh chị Lún Hùng trong buổi trưa ngày hôm nay. Lễ đầu tiên cho phép MC Quang Toàn và MC Đức Trình xin gửi đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và bây giờ không để toàn thể quý vị quan khách đợi chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng tạm ngưng một ít phút và chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng để cùng chào đón đôi vợ chồng chủ ngôi nhà mới của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là vợ chồng anh chị Lún Hùng sẽ cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón gia chủ của chúng ta đi ạ. Xin mời. Thời gian lao động vất vả thì gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là anh chị Lún Hùng cũng đã tích góp được một khoản tiền nho nhỏ, và để dưới đây anh chị cũng đã lấy xi về chát, lấy cát về xây và cũng đã xây dựng nên một ngôi nhà thật tuyệt vời như thế này. Kính thưa quý vị, như vậy vợ chồng anh chị Lún Hùng đã xuất hiện trên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời vợ chồng anh chị Lún Hùng sẽ cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lời chào, xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và thật đúng là hân hoan mừng bạn đến thánh thành nhà, kiên cố cao tầng đẹp quá ta. Mà nội thất bày vào thì trông khéo vậy, mà từ nay mưa nắng ắt lùi xa, và hai bàn tay trắng thì tạo nên cơ nghiệp, mà đời bất âu lo buổi xế tà. Có công gieo hạt nay hái quả, mấy vần thơ gửi tới toàn gia. Vâng thưa quý vị, phải nói rằng là ngôi nhà không chỉ là nơi để che nắng che mưa, mà còn là nơi để chúng ta lui về sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, phải không ạ? Và cũng là nơi để mọi thành viên trong gia đình kiến tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tổ ấm. Dạ vâng, kính thưa quý vị chị và các bạn thanh niên thân mến, gia đình là nơi hạnh phúc được bắt đầu, và ở đó thì có tình yêu chung thủy không bao giờ kết thúc, và cuốn theo dòng chảy của thời gian sống trong cuộc đời này thì ai ai cũng hằng mơ ước có cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc, có tiếng cười đùa của trẻ thơ, có bếp lửa hồng ấm áp. Và ngày hôm nay đây, anh chị đã tích góp được một khoản tiền nho nhỏ và xây dựng được một ngôi nhà thật khang trang đẹp đẽ đã được mọc lên tại bản Lào, xã Tông Cỏ, huyện Thuận Châu, thân thương của chúng ta. Vâng thưa quý vị, cố nhân cũng có nói một câu rằng thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn, mà đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Và chính vì lẽ đó mà sự cố gắng không ngừng nghỉ của gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là anh chị Lún Hùng cũng đã xây dựng nên một ngôi nhà thật trong sạch và thật khang trang như thế này. Và ngày hôm nay đây là ngày thật tốt, tháng thật lành, ngày 15 tháng 1 năm 2023, xuân Quý Mão, tức ngày 24 tháng 12 năm Nhâm Dần, gia đình anh chị Lún Hùng long trọng tổ chức lễ mừng tân gia đại cát tại địa chỉ bản Lào, xã Tập Cọ, huyện Thuận Châu và tỉnh Sơn La của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sự hiện diện có mặt đông đủ của quý vị anh chị em, cho phép ba tổ chức chúng tôi xin được thực trọng được tuyên bố lễ mừng tân gia đại cát của gia chủ anh chị Lún Hùng chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng quý vị ơi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Và để cùng chúc cho mừng tân gia đại cát của gia đình anh chị Lún Hùng trong buổi trưa ngày hôm nay thì ban tổ chức tôi cũng đã chuẩn bị một hai chén rượu để cùng chúc cho gia đình anh chị làm ăn phát đạt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Và quý vị ơi, chúng ta hãy cùng rót chén rượu của mình ra được không quý vị ơi? Và MC Quang Toàn và Đức Trình sẽ cùng hô một câu 1 2 3, chúng ta sẽ cùng rô được không quý vị ơi? Chúng ta sẵn sàng chưa? Vâng, 1 2 3, 2 3, 2 3. Chúc mừng tân gia đại cát. Xin mời thầy cái video.